sống thương yêu hòa bình. Về đây chung sống thương yêu hòa bình. Kính thưa quý bạn đạo, từ ngày 2 tháng 8 năm 1991 đến ngày 31 tháng 8 năm 2006, Đức Thầy Lương Sĩ Hằng, Vĩ Kiên đã bỏ rất nhiều công sức để tự tay viết ra một bé tám, bao gồm những câu hỏi, đáp và kệ của Đức Thầy với mục đích giúp bạn đạo giải tỏa tâm bệnh, phát triển tâm linh trên tinh thần thương yêu và xây dựng, giúp bạn đạo hiểu rõ hơn chính bản thân mình và hiểu thâm sâu hơn ý nghĩa của đạo pháp. Một bé tám đã được các thiền đường, thiền viện, trung tâm, trụ sở vô vi khắp năm châu sử dụng làm đề tài trao đổi tu học hàng tuần, với ước mong gìn giữ và phổ biến một bé tám mà Đức Thầy đã khổ công viết ra đêm đêm trong suốt thời gian hơn 15 năm dài. Với lòng chân thành tu học và ý nguyện đóng góp cho đạo pháp được duy trì bền vững, chúng tôi thành tâm đọc và phát hành một bé tám trên mạng YouTube để bạn đạo có thể nghe, theo dõi và cảm nhận được sự đóng góp lớn lao của Đức Thầy như bộ kinh sống để lại cho vô vi nói riêng và cho nhân loại nói chung. Xin thành tâm kính mời bạn đạo cùng theo dõi. Một bé tám năm 1991. Ngày 14 tháng 8 năm 1991. Tại sao tôi xa mẹ tôi lại nhớ, gần mẹ tôi lại nghịch? Thưa, vì hai bản chất đều tự ái và nóng nảy, thiếu nhịn nhục cho nên xa lại nhớ, gần lại phiền. Tình trạng như vậy thì phải làm sao? Thưa, phải tự học nhịn nhục, sửa tâm, sửa tánh bằng cách triền miên niệm Phật, bớt lý luận một thời gian 6 tháng thì nội bộ ngũ tạng sẽ thay đổi, hướng theo chấn động tâm linh, tự khai hòa với nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật. Khối thần kinh trong cơ tạng và khối óc sẽ được quân bình. Nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là linh dược chữa trị tất cả tâm bệnh tại mặt đất này. Nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là sao? Thưa, bé đã từng phân tích trong băng lục âm cassette rõ rệt. Xin vui lòng nghe lại thì sẽ rõ hết. Lúc này bé khỏe không? Thưa, khỏe thì mới làm bé được, nếu mệt thì thành ông cụ rồi. Bé thích làm cụ hay làm bé? Thưa, tùy theo trình độ tiến hóa của tâm linh. Chừng nào bé mới xưng là cụ? Thưa, chừng nào bộ sinh dục hoạt động được tự nhiên, bé là cụ. Vậy những người ở thế gian này khỏe mạnh, sinh dục dồi dào đều là cụ hết, có phải không? Thưa, đúng. Sinh dục là tiêu hao phung phí điện năng sẵn có của chính mình, tâm và xác sẽ bị trì trệ và già nua, khối thần kinh chậm chạp, thích ăn, thích ngủ và thích dục, rất khó tu và điện năng tiến hóa sẽ không còn cơ hội viên mãn được. Bác sĩ mách rằng phải có sinh lý thì con người mới bình thường. Thưa, bác sĩ có thể mách về cơ tạng kẹt hay thông, chứ không mách chiều hướng tâm linh như bé tám. Có phải bé tám muốn nói về nội khoa tâm lý y học không? Thưa, bé không có tiền và có cơ hội ăn học như một vị bác sĩ, nhưng bé chỉ biết âm thầm tự tu, tự tiến và tự học, tùy duyên phát triển của tâm linh sẵn có.
sau lúc tham thiền của bé là đã dự được một khóa học. Cứ triền miên như vậy và không được lười biếng, thực hành và phát triển trong thực chất. Tại sao bé lại còn đi casino? Thưa bé đi casino để kiểm lại tiền tài danh vọng có thể lôi cuốn bé không? Cho nên mỗi lần đi casino của bé là mỗi lần bé được tiến về không rõ rệt hơn. Bé cảm thấy đồng tiền không chân tay nhưng vẫn chạy đều và phục vụ quần xanh. Bé rất quý hạnh đồng tiền chứ không quý tiền. Cho nên bé không bao giờ bị sa mê và dục vọng ăn thua nữa. Bé chỉ biết nguyên hình điển quang là trật tự sống động của vũ trụ này. Chỉ cần học và chạm trán bất cứ đề tài nào tại mặt đất này. Cho nên bé có viết một câu là sống vui một kiếp rồi thăng tiến là vậy. Ở đời này mất tâm có tiền, mất tiền có tâm. Cho nên loài người thường nảy ra sáng kiến này đến sáng kiến nọ cũng nhờ khổ mới tiến thân. Chúng ta đang sống ở đời này chắc chắn là phải thua lỗ. Lấy gì chứng minh là lỗ? Lúc nào bé cũng có bằng chứng là xác của chúng ta cuối cùng ăn uống bổ dưỡng bao nhiêu năm đi nữa rồi cũng phải hoàn trả lòng đất rồi mới ra đi. Bác sĩ học hết sách nhưng chỉ biết nhìn mặt lần cuối và thở ra mà thôi. Lưu lại sự thương tiếc trong tâm của người đang hành, mưu tìm một sự cứu rỗi, cho nên nó mới đẻ ra khoa học hiện đại. Biết được nhiều việc nhưng không làm sao sáng chế được điện năng từ bi của loài người và vũ trụ. Cho nên bác học cũng phải đi tu là vậy. Tại sao bé nói đi, nói lại cũng nói tu mà thôi? Thưa, tu là nó sẽ được nhẹ và bớt khổ đi. Ngày 14 tháng 8 năm 1991, tại sao có nhiều gia đình phản đối và nói tu là sẽ điên? Thưa, nó điên rồi mới chịu tu. Điên là sao? Điên là tức là bị ô nhiễm bởi tình tiền động loạn. Cho nên nó chán chường, nó mới học tu. Người tu bước vào thanh tịnh thì bắt buộc phải từ bỏ tập quán xấu xa. Cho nên người đời thấy người tu là ngu và điên là vậy. Ví dụ đang ăn mặn dứt khoát đi ăn chay vì lòng từ bi đang phát triển, không muốn tiếp tục sát sanh hại vật nữa. Một cuộc thay đổi bất ngờ, cho nên người đời hay phê phán là vậy. Ăn chay hữu ích ở chỗ nào? Thưa, ăn chay là rước những thực phẩm nhẹ vào thân hơn là ăn mặn. Khi chúng ta ăn uống tinh khiết thì điện năng trong cơ tạng được vận hành thanh nhẹ, cung ứng điện năng thanh nhẹ lên khối óc dễ giải hơn, bớt suy nghĩ chuyện phàm tục, đấu tranh vô lý. Cũng là một cơ hội giải tỏa nghiệp tâm, hiểu rõ cuộc sống hiện tại là tạm, không phải bền lâu như người ăn mặn đã lầm tưởng và đem tâm sát phạt con thú để bổ dưỡng cho thân mình được trường sanh lâu ngày, biến thành ác ý, đấu tranh bất lợi cho tâm thức mà không hay. Trước kia bé có ăn mặn không? Thưa có, bé từ trong đó mà ra,
dấn thân chứng nghiệm rõ rệt, bé mới đóng góp với mọi người muốn đọc một bài tám. Bạn Linh muốn tiến hóa, tại sao bé không dành cơ hội cho chúng nó tiến hóa? Hai chữ tiến hóa nói rất dễ nhưng hiểu rất khó, tùy theo duyên nghiệp của mỗi tâm linh mà độ. Chỉ có trời mới có khả năng đại từ bi thường độ vạn linh, còn con người thì phải học cách ở ăn và trật tự của vũ trụ thì mới bắt đầu hiểu được định luật tiến hóa của vạn linh. Lúc ấy gọi là độ chứ không phải ăn. Người đời thì chỉ biết ăn, bổ khỏe và vui chơi mà thôi. Đến khi bệnh hoạn, đau buồn lại cầu xin trời Phật độ. Cho nên ở đời này rất nhiều người đi nhà thờ, đi chùa hàng tuần, nhưng tánh nào tật nấy, về nhà vẫn cãi cọ như thường, vì vắng giáo lý. Còn người thiền thực sự khai triển tâm linh phù hợp với giáo lý. Cho nên sau khi thiền được 6 tháng thì tự cảm thấy có phần thay đổi rõ rệt. Bé thường khuyên những người thiền nên đi chùa hay nhà thờ để nghe giáo lý, để so sánh thiền dễ cảm nhận và hiểu nhanh hơn. Lúc đó chúng ta mới biết quý công đức của quý cha và quý thượng tọa. Bản chất kỳ thị sẽ biến mất và thức hòa đồng sẽ được mở. Đã nói là vô vi mà lập hội để làm gì? Thưa, hội là để chứng minh chân tâm tu học của mọi người, tự phát tâm được bao nhiêu thì sẽ hội tụ được bấy nhiêu. Cho nên phù hợp với cơ tiến hóa của nhân sinh, cho nên hội ái hữu vô vi cũng có bầu hội trưởng và ban chấp hành sẽ thành tựu trong tự nhiên và hồn nhiên. Những vị hội trưởng lúc nào cũng tin tưởng nơi sự sắp đặt của bề trên, qua sự phát tâm của hành giả tại thế mà thành tựu. Cho nên có nhiều thành phần muốn phá hoại vô vi, kể cả ma quỷ, nhưng không sao làm được, vì sự phát tâm là sức mạnh từ bi sẽ đánh bạc tất cả tinh thần ô trược ngoại lai, tự nó phải thức tâm. Tại sao có nhiều người chuyên môn nói xấu vô vi? Thưa, chúng ta thấy rõ vị trí của họ đang đứng vào lĩnh vực nào rồi, là ăn cơm trời, nói chuyện thị phi, tự hàn gắn cho mình một đại tội là làm ô trực khối óc thần kinh của trời đất sắp đặt cho mọi người chung hưởng hòa bình. Cho nên làm một kiếp người thiếu lượng chất từ bi thì phải mang một tâm bệnh suốt một kiếp mà không hay. Cho nên ở đời này truyền thuyết cũng đã cho chúng ta biết rằng có thiên đàng và địa ngục. Tâm thiện lành thì sẽ được đạo, được dạo chơi thiên cảnh, còn tâm ác độc thì tự tạo sự rối ren, thì phải xuống địa ngục thiếu thốn vô cùng để chữa trị tâm bệnh. Bé nói vô vi có thể trị tâm bệnh là sao? Thưa, người tu vô vi phải ý thức rõ rằng tại sao tôi phải tu vô vi. Tu thiền vô vi là một cơ hội để tự giải tỏa từ tâm lẫn thân. Cho nên bé nói vô vi là đường lối dứt khoát chữa trị tâm bệnh. Nếu muốn tu vô vi thì phải đọc và xét cho kỹ những gì vô vi đã và đang thành tựu. Ngày 15 tháng 8 năm 1991, thành tựu
ở chỗ nào? Thưa, thành tựu thể hiện trong tâm của hành giả được nhồi quả như được thanh nhẹ. Cho nên nhiều người tu vô vi thấy từ ngày tu đến giờ càng ngày càng thấy nghịch cảnh, càng ngày càng thanh tịnh, thấy xung quanh mình tràn đầy những người gian ác, tự mình muốn lui vào một góc để lo tu. Đó là chứng minh sự tiến hóa điện năng càng ngày càng thoát tục, đúng theo đường lối trung dung giải thoát, thì điện năng khối óc phải được phát triển. Nghĩ việc gì là có việc đó, nhưng hành tiến về cõi Phật phải khiêm nhường nhịn nhục, thì chân tâm mới bộc sáng, hào quang mới được thanh nhẹ, chân tâm hướng thượng về Phật giới, không còn tình tứ ảo vọng như xưa nữa. Sống ở thế gian nhưng biết rõ ta không phải người tại thế, xuất khỏi cơ thể bất cứ lúc nào, không còn bận bịu chuyện thế gian. Tại sao ở cuối của đại hội kỳ rồi, bé Tám bận bịu khóc lóc trước giờ chia tay giữa bạn đạo? Thưa, khóc để nâng cao điện năng khối óc của hội trường và truyền thẳng vào tâm thức của bạn đạo. Tầm hào quang thanh nhẹ giải tỏa sự nhớ nhung âm thầm tự tiến, đồng thời giải trượt qua nước mắt của mọi người. Lúc nào rảnh xem video sẽ rõ khả năng không phải một mình bé là, nhưng cả cộng đồng thương yêu của chư Phật chư tiên tận độ trong giây phút thiêng liêng ấy. Cho nên mỗi đại hội đều có một sắc thái khác nhau, không thể đoán trước được. Chuyện của trời Phật, người phàm và ma quỷ chỉ biết bó tay mà thôi. Đó gọi là mật pháp. Cứ cố gắng lo tu, đến đại hội sẽ có cơ hội tự kiểm chứng mức tiến hóa của chính mình. Kẻ có phương tiện như người không có phương tiện, dụng tâm hướng thượng thì đến giây phút đó cũng có cơ hội kiểm chứng điện năng của chính mình. Những tu sinh lại được ưu tiên cộng hưởng trong giây phút thiền định. Kỳ tới đại hội Hồng Kông lấy tên đại hội gì? Thưa, đại hội du hành tự thức, từ đây dành dụng tới khi đó sẽ có cơ hội hiểu thêm nhiều việc. Tại sao lúc này bé không nói thiên cơ? Thưa, thiên cơ nằm trong chấn động chiều hướng phát triển cơ tạng của con người, hiện ra những cảnh chết chóc, động đất và bão lụt. Người tu thanh nhẹ sẽ nhận được sự chấn động của vũ trụ, liên hệ đến chấn động của tiểu vũ trụ, phân tích ra gọi là thiên cơ. Cho nên người tu thiền khai triển ở giai đoạn đầu hay nói thiên cơ, nhưng đi tới vô cùng tận thì thấy rõ thiên cơ là luật của vũ trụ mà thôi, chẳng có gì đáng quan tâm, lo tu là chánh. Ngày 16 tháng 8 năm 1991, ở đời này có gì là quý? Thưa, ở đời này tất cả đều là quý, tất cả đều là xây dựng và tiến hóa của tâm linh. Tại sao ở chợ đời có món bán mắc và có món rẻ?
Thưa, mắc rễ là do sự ưng ý của con người đề ra, thích hay là không thích đó thôi, tùy duyên của mọi người. Tuổi trẻ mới lớn lên ưa thích đủ thứ, tại sao? Thưa, mới bước vào đời, lúc ban đầu thấy cái gì cũng mới lạ, nhưng một thời gian hiểu biết rồi sẽ bớt đi lôi cuốn bởi ngoại vật và ngoại cảnh. Cho nên thanh niên lớn lên muốn lấy vợ, sự ước mong của người tuổi trẻ có vợ tức là đạt được mục đích hạnh phúc, thành thử không có luật lệ gì ngăn cản họ được. Cho nên nó đã biến thành luật tự nhiên. Trai lớn lên thì phải có vợ, gái lớn lên thì phải có chồng. Vợ chồng là hạnh phúc, mà tại sao lại lôi thôi? Thưa, lúc chưa biết rõ nhau thì quý nhau, nhưng sau khi chung sống càng ngày càng hiểu nhau, lại càng xa nhau. Đó là luật tự nhiên. Người đạo thường nói, ông tu ông đắc, bà tu bà đốc là vậy. Rốt cuộc, mạnh ai nấy lo tu sửa tâm lẫn thân, gián trần học ăn, uống, làm việc và vui chơi. Tu học cho đến thức tâm thì mới thấy bình an và mà ra đi. Cuối cùng của nó là giải thoát và tự thức. Cho nên phần hồn ở lúc ban đầu thì ham mê trần trược, cứ vậy mà điêu luyện, cho đến lúc thanh nhẹ thì mới cảm thức được thế gian cõi tạm. Cũng là môi trường học hỏi và tiến hóa. Cho nên ở xã hội văn minh này, sách vở tràn đầy, con người được tự do cung ứng khả năng của chính mình qua lời văn đã học được, vẫn nằm trong trình độ giới hạn mà thôi, xuất phát từ tia từ quang thanh tịnh của hành giả tại mặt đất này. Tại sao có người đặt bút thành thơ, có người viết một câu cũng không trôi chảy? Thưa, người đặt bút thành thơ là người đã được điêu luyện về phần trí nhiều. Phần trí phải chịu khổ nhiều thì mới thành tựu. Còn người viết văn không trôi chảy thì hướng về dục và hướng ngoại nhiều hơn. Cho nên bộ thần kinh bị giấy động, nói chuyện hơn thua thì giỏi, nhưng hành văn thì dở. Mỗi người một lãnh vực cũng đều tiến hóa, công bằng tùy theo trình độ. Những ca sĩ thì sao? Thưa, những ca sĩ là người thích những chuyện lạ siêu đẳng. Có người thích lãng mạn, có người thích ôn hòa, cũng là một phần hồn được điêu luyện của trường đời từ lúc sơ sanh cho đến lúc hình thành. Cho nên hành giả có bộ óc khác thường, đọc qua là nhớ và lặp lại rất rõ rệt và trật tự theo luận điệu từ quan sẵn có của người. Những người này có thể tu được không? Họ đang tu qua giọng hát câu hò của họ. Những người này thích tự tu tự tiến, chứ không thích tu trong lệ thuộc trật tự của người tu. Tự do phát triển, tiềm tàng thực chất của chính mình mà thôi. Tại sao bé thích họ hỏi bé, mà bé không hỏi họ? Thưa, bé thích học, cho nên bé rất cần câu hỏi. Có gì thắc mắc, bé dùng chân tâm hỏi trời Phật thì tức khắc bé có câu trả lời. Cho nên bé không còn làm phiền nhân sinh nữa. Luôn luôn bé có bài học giữa trời và người. Nhờ vậy mà lúc nào bé cũng cảm thấy sống vui hòa bình. Điện năng của bé không còn bị kẹt
trong chiều hướng sân si nữa. Nói tóm lại cũng là một kỳ công thì mới có kết quả ở ngày hôm nay. Tuổi trẻ mà dứt khoát theo đường của bé đã và đang đi thì sẽ đạt được kết quả hay không? Thưa, chắc chắn sẽ có kết quả tốt đẹp hơn. Ý chí sẽ lành mạnh và thức hòa đồng sẽ phù hợp với thiên cơ. Ngày 17 tháng 8 năm 1991, có nhiều người đã từng quỳ lại bé và xin tu, trong một thời gian lại phản trắc và đi nói xấu bé và chống lại bé. Tại sao? Thưa, những người ấy có bộ óc lợi dụng cầu xin trong giờ phút cảm động, quỳ lại chân lý chứ đâu có lại bé. Cho nên bé thấy đó là việc thông thường. Có cảm động thì có cơ hội sửa tâm. Nếu quên cảm động thì tánh nào tật nấy, mất sự trung tín của chính mình, đành chịu thua lỗ ở về sau. Có người ngược lại tự xưng là thầy của bé Tám, đúng không? Chưa đúng, người đời tất cả đều là thầy của bé. Nhờ sự khó khăn của người đời mà bé mới có cơ hội học nhịn nhục. Cho nên bé thường nói, cha còn phải học nơi con, nương chiều nó mà giải quyết giùm nó trên mọi khía cạnh trong lúc trưởng thành. Cho nên bé không thể giận bất cứ ai cả, ngược lại bé rất quý mọi người. Có người viết thơ muốn được nghe qua bé chửi họ để có cơ hội sửa tâm. Bé không dám làm sư phụ độc tài hà hiếp khối óc trong lúc nó có cơ hội tự nó phát triển. Đó là luật công bằng của vũ trụ quan. Bé chỉ biết gia công tu luyện chính mình và đưa ra những gì mình đã được chứng nghiệm mà thôi. Bé có thương bạn đạo không? Thưa, người không tu bé còn quý, huống hồ gì người trung hành với bé. Bé phải bái phục họ vì họ là người dấn thân cho những người kế tiếp. Tại sao bé nhận định là có thiên ma? Thưa, thiên ma là một phần hồn siêu thoát trở lại mặt đất này xây dựng cơ đồ cho chính họ, chứ không làm được phép lạ như Đấng Christ từ ái. Jesus Christ có rất nhiều người kính phục một thời gian rồi lại bỏ, là tại sao? Thưa, vì niềm tin không vững, không tự biết họ, làm sao biết được Jesus Christ? Trong lúc tâm thân bất ổn, đâm ra hoang mang, chạy bậy, rốt cuộc cũng phải chôn xác dưới lòng đất. Dù có thiêu đi nữa thì tro cũng phải chôn vùi dưới lòng đất mà thôi. Người tu thật thì chỉ biết có cái tâm thì mới kính trọng những đấng thanh nhẹ đã lưu lại những lời chân lý quý giá trên mặt đất này. Có khi chúng tôi thấy bé cô đơn và buồn, có phải không? Thưa, bé không bao giờ cô đơn và buồn cả. Nhưng hành giả cô đơn và buồn tưởng lầm là bé cô đơn và buồn. Cô đơn là chỉ có một mình mà lo nhiều việc không xong vì tâm hướng ngoại. Buồn là cảm thấy mình vẫn tâm tối, chưa quan thông được việc nhỏ cho đến việc lớn, vẫn ôm lấy sự sợ sệt và sân si. Phải làm sao mới dứt được sự động loạn kể trên? Thưa, phải tự tin và thực hành đúng pháp, bớt hướng ngoại,
ăn cơm trời phải nhớ trời mà tu, không nên ăn cơm trời mà trách móc thị phi chuyện người khác thì nó sẽ đi lạc hướng. Hồi nào mà không hay. Cho nên ở đời này hay than khổ là vậy, chịu không nổi mà không hay. Chính mình đã phá hoại mình từ tâm lẫn thân, biến thể của nó là động loạn mà thôi. Đấng Christ từ ái với Phật có khác nhau không? Thưa, ở đời này đặt ra danh xưng chứ kỳ thật nguyên chất của nó là từ quan thanh nhẹ như nhau. Nhưng trong lúc làm việc này tùy theo hoàn cảnh nhu cầu mà tận độ. Tại sao đạo Chúa có nhiều người theo mà đạo Phật lại ít người theo? Thưa, Phật Chúa cũng do tâm đề ra, muốn nhẹ thì theo lời chân lý mà tu, còn muốn nặng thì mặc nhiên cho đời lôi cuốn, cuối cùng rồi cũng sẽ thức tâm theo chiều hướng luân hồi tiến hóa mà thôi. Tất cả đều nằm trong luật tự nhiên và siêu nhiên, đó là vô sanh là vậy. Chúng ta vừa cùng với Đức Thầy đọc xong 41 câu hỏi và đáp trong mục bé 8. Mời quý bạn đạo đón xem phần kế tiếp trong video lần sau. Xin chân thành cảm ơn. Sống thương yêu hòa bình, về đây chung sống thương yêu hòa bình.